Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà quan cột gỗ càng to, đảng ta vẫn quyết đào mồ chôn dân. Sau cơn bão số 9 là hiện tượng lở đất xảy ra ở Quảng Nam. Vào ngày 28 tháng 10 đã xảy ra cùng lúc hai vụ lở đất. Một vụ lở đất ở thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Vụ này san phẳng 14 nóc nhà và 53 người gặp nạn. Vụ thứ hai xảy ra ở xã Trà Vân, vùi lấp 20 người. Vụ thứ ba xảy ra ở thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, vùi lấp 11 người và có 3 người được xác định là đã tử vong. Đây là vụ lở đất thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong tháng 10. Hai vụ trước là vụ sạt lở diễn ra vào ngày 18 tháng 10 tại thôn Cập, tỉnh Quảng Trị, vùi lấp 22 người lính đoàn kinh tế quốc phòng 337 và vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuyên, Thừa Thiên Huế diễn ra vào ngày 12 tháng 10 là 17 công nhân và 13 người gồm các sĩ quan quân đội thuộc quân khu 4, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và quan chức chính quyền. Đây là hình ảnh các vụ sạt lở đất đã được thống kê. Và tiếp theo là hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam cùng đoàn quân khu 5 xác định đường tiếp cận hiện trường tại Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Theo báo Tiền Phong cho biết, thôn 1 xã Trà Leng nằm dưới chân một ngọn núi, bao quanh là cây rừng và suối. Khoảng 15 giờ chiều ngày 28 tháng 10, sau tiếng nổ lớn, cả vạt rừng cùng cây cối ụp xuống khu dân cư. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ, phóng viên báo Tiền Phong tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 52 người mất tích. Cũng theo báo Sài Gòn Giải Phóng, tính đến 21 giờ 15 tối ngày 29 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng cho biết xã Trà Leng và xã Trà Vân 21 người thoát chết, 24 người bị thương, tìm được 14 thi thể, 14 người chưa tìm được. Trong tình hình bị chia cắt đất vùi như thế này, chẳng khác nào động đất, thời gian càng kéo dài thì cơ hội sống sót 14 người còn lại càng trở nên vô vọng. Đây là hình ảnh của báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Chưa hết, hiện nay do hiện tượng lở đất xảy ra mà 200 công nhân đang thi công ở thủy điện Đắc Mi 2, Phước Lộc đang bị cô lập. Và liệu rằng thảm họa thủy điện Rào Trăng 3 đang tái diễn với thủy điện Đắc Mi 2 hay không? Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Xuân Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Akita Quảng Nam, là chủ đầu tư công trình thủy điện Đắc Mi 2 cho biết, hiện mọi người vẫn đang an toàn, tuy nhiên nhu yếu phẩm đã cạn kiệt. Với khoảng 200 người, nếu ăn cháo thì có thể cầm cự đến trưa ngày 30 tháng 10. Sang ngày 31 tháng 10 thì không còn thức gì để ăn nữa. Tôi đã liên hệ với các ngành chức năng để báo cáo tình hình và đề nghị cấp lương thực, thực phẩm. Nhưng hiện được vào công trường rất khó khăn do sạt lở. Hiện các tốp công nhân đang ở 5 điểm khác nhau và không thể liên lạc với nhau. Cũng theo lời ông Tuấn thì từ chiều tối ngày 28 tháng 10 khi lũ quét qua thì chúng tôi đã bị chia cắt. Đây là đợt lũ cực lớn mà tôi từng biết. Ông Tuấn nói thêm, đường vào xã Phước Lộc đã bị chia cắt nên chúng tôi mong sẽ được tiếp nhu yếu phẩm rồi thông đường dần dần. Chúng tôi cũng lo lắng và mong muốn được giải cứu các công nhân. Hiện chúng tôi đang tìm các điểm an toàn để công nhân trú ngụ. Có thể nói, bão số 9 đã gây ra những thảm họa liên hoàn cho tỉnh Quảng Nam. Đây là một hiện tượng đáng báo động. Mưa cũng gây thảm họa mà bão cũng gây thảm họa. Miền Trung vốn đã mong manh trước thiên nhiên, nay lại còn mong manh hơn nữa. Và nguyên nhân thì do đâu? Câu hỏi được điều nhiều người đặt ra. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân cho rằng vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quê ông là do phá rừng. Năm nay không có trận lũ nào không có người bị vùi lấp. Bão số 9 mưa to gây lũ quét cả làng ở Quảng Nam quê tôi, thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà bị đá vùi lấp. Trong 49 người chỉ có 4 người thoát chết. Một làng khác cũng của huyện này, thôn 1 xã Trà Vân, đất đá cũng vùi lấp 8 người, đã tìm được 7 thi thể. Đau thương cùng cực thấu trời. Tư lệnh quân khu 5 trực tiếp chỉ huy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng địa phương đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ. Nhưng cũng rất khó hy vọng có người sống sót. Trên trang Facebook của blogger Đỗ Ngà cũng cho viết như sau. Lũ quét là hiện tượng nước đổ xuống một cách bất ngờ, làm người dân không thể kịp trở tay kịp. Đi kèm với lũ quét thường là hiện tượng sạt đất lở. Về nguyên nhân, tất nhiên, những quan chức cộng sản thì đổ lỗi cho thiên tai, nhưng sâu bên trong của nó là nhân họa. Rừng bị phá chọc nhưng không thể giữ lại được nước, và đó là nguyên nhân tạo nên lũ quét và sạt lở. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, thì hiện tượng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở hầu hết các tỉnh miền núi và trung du trên vùng lãnh thổ Việt Nam như sau. Từ năm 1953 cho năm 1999, thì trung bình có 7 trận lũ quét và sạt lở đất mỗi năm.
nhưng từ năm 2000 đến năm 2015 thì trung bình có 16 trận. Như vậy rõ ràng là thiên tai thì năm nào cũng vậy, nhưng thảm họa lũ quét và sạt lở đất thì mỗi năm một tăng. Điều này nói lên điều gì? Điều này gián tiếp cho biết hiện tượng phá rừng vẫn tiếp tục diễn biến bất chấp thảm họa quá nghiêm trọng. Đây là hình ảnh status chia sẻ của nhà báo Đỗ Ngà. Những thảm họa đang diễn ra trong tháng 10 cho thấy ngoài nguyên nhân là thiên tai thì còn có một phần không nhỏ con người, trong đó nạn phá rừng là nguyên nhân chính. Cũng trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Hoàng Hải Vân cũng cho biết thêm, 3 năm trước vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9, với sự nhất trí tuyệt đối của 53 trên 53 đại biểu có mặt đã thảo luận và thông qua nghị quyết bổ sung quy hoạch 4 thủy điện vừa và nhỏ ở huyện Nam Trà My, trong đó có thủy điện Trà Leng. Hàng trăm hecta rừng đã bị phá cho 4 thủy điện này. Cũng theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, các định nghĩa khoa học về sạt lở đất trên thế giới đều khẳng định nguyên nhân là do sự phong hóa dần dần và dưới tác động của những trận mưa lớn. Còn tại Việt Nam, theo cách lý giải của Tổng cục Phòng chống thiên tai, thì lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đều có chung một đặc điểm là xuất hiện sau những cơn mưa lớn. Trên triền đồi, núi dốc, đất bị phong hóa qua nhiều năm, nên vào mùa mưa luôn luôn trong trạng thái bão hòa nước, đồng thời rừng bị suy kiệt, bị bào mòn nên không có khả năng giữ nước nữa. Nói chung, dù là lũ quét, lũ ống hay sạt lở, đều nguyên nhân là do lượng nước về quá lớn, đổ về sau cơn mưa. Câu hỏi đặt ra là, nếu có rừng xanh giữ lại phần lớn lượng mưa, thì thảm họa có xảy ra thường xuyên như vậy nữa hay không? Và phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam thì như thế nào? Hiện nay, chính quyền đang huy động lực lượng quân đội thuộc quân khu 5 tiếp tục công tác đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Trước mắt, công tác cứu hộ, cứu người là quan trọng và sau đó là công tác cứu trợ. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, từ chiều nay cho đến ngày 30 tháng 10, lực lượng chức năng địa phương sẽ cố gắng đưa lương thực, thực phẩm vào khu vực biệt lập càng nhanh càng tốt. Trường hợp không thể tiếp cận đường bộ và đường thủy thì tính đến phương án đưa lương thực bằng máy bay rồi thả xuống cho các điểm có công nhân. Theo đó, chúng tôi sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng triển khai biện pháp này. Hiện thời tiết đang nắng nên lực lượng chức năng của huyện đang đưa hàng hóa vào. Tuy nhiên, đó mới chỉ là công tác cứu trợ của 200 công nhân mắc kẹt tại công trường thủy điện Đắc Mi 2. Còn những hộ dân đang bị ảnh hưởng vì cơn bão số 9 chắc chắn sẽ cần những đồng tiền cứu trợ của đồng bào trên cả nước qua các cá nhân hoặc tổ chức thiện nguyện. Đây là dấu hỏi lớn cho vai trò của chính quyền trong công tác cứu trợ người dân. Trên Facebook, Hưng Phạm Ngọc đã viết như sau. Việt Nam có một Tổng cục Phòng chống thiên tai, có ban chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh thành, nhưng những nạn nhân trận lụt vừa qua phải kêu cứu bằng Facebook, đặt dấu hỏi lớn về hiệu quả hoạt động. Đây là hình ảnh chia sẻ của Facebook Hưng Phạm Ngọc. Vâng, thực tế là như vậy. Khi thiên tai ập đến thì người dân chỉ biết kêu gào những người đồng bào của mình chung tay giúp đỡ, và điều chớ trêu là những người làm thiện nguyện ấy đôi khi cũng không đơn giản vì vướng một số văn bản dưới luật quy định như nghị định số 64/2008 của chính phủ. Một nghị định mà trong đó quy định ngoài Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, cơ quan báo chí, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Đây chính là một minh chứng cho một loại giấy phép con làm cản trở công tác cứu trợ của người dân. Và vấn đề câu hỏi được đặt ra là giải pháp nào bây giờ? Dù cho là công tác cứu người hay cứu trợ thì đó cũng chỉ là giải quyết về phần ngọn của vấn đề. Còn phần gốc là phòng ngừa thiên tai thì không có hiệu quả. Thiên tai vẫn xảy ra thường xuyên và ngày một nghiêm trọng hơn. Như nhà báo Hoàng Hải Vân đã nói trên trang Facebook của mình, một làng ở Quảng Nam quê tôi bị chôn vùi, căm thù bọn phá rừng. Vâng, tiêu đề một bài viết của nhà báo đã nói lên nguyên nhân chính. Thế nhưng, đằng sau nạn phá rừng đó là gì? Đó là sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền đã để cho những cánh rừng xanh bạt ngàn của Việt Nam bị chặt trụi. Rừng đã bị phá, nếu trồng lại rừng phải mất thời gian rất dài. Nhưng có còn không? Tuy nhiên, nếu ngưng phá rừng thì thảm họa sẽ không xảy ra ngày một nghiêm trọng được. Đã nhiều năm nay, chính quyền vẫn cứ chống phá rừng, nhưng cuối cùng thì rừng vẫn bị phá và thảm họa thiên tai thì ngày một nghiêm trọng hơn. Rừng bị phá nhiều, không chỉ bởi lâm tặc mà còn bởi những dự án thủy điện bất hợp lý đang xây dựng dày đặc ở Việt Nam. Theo báo Việt Nam Thai cho biết, tỉnh Bình Định chuyển gần 29 hecta rừng để làm nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ 3. Điện mặt trời thì hoàn toàn có thể lựa chọn vùng đất nhiều nắng, ít cây để dựng, tại sao phải phá rừng dựng nhà máy? Và đây chỉ là một ví dụ điển hình trong rất nhiều dự án quy hoạch nhà máy điện bất hợp lý, mà trong đó những dự án thủy điện vai trò chính trong này.
Với những thiệt hại về người và của cứ diễn ra hàng năm như vậy, liệu rằng chính phủ đã hoạch toán đầy đủ những thiệt hại hàng năm rồi so sánh với những lợi ích do thủy điện mang lại hay chưa? Sinh mạng là vô giá, liệu rằng quy hoạch thủy điện quá nhiều có phải là lựa chọn đúng hay không? Chính quyền cần phải trả lời rõ cho dân bằng một hành động của mình. Không thể cứ để dân phải thấp thỏm sống chung với hiểm họa thường trực mãi như thế được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nhà quan cột gỗ càng to, đảng ta vẫn quyết đào mồ chôn dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.